Cảm ơn giọng ca của chú Đồng rất là nhiều, một ca khúc rất là ngọt ngào đúng không quý vị? Và cảm ơn những cành hoa tươi thắm dành tặng cho ca sĩ của chúng ta. Kính thưa quý vị, và giờ đây chúng ta sẽ đến với một giọng ca.